Thái Lan tiếp tục chinh phục bảng B bằng chiến thắng 6-0 trước Brunei, hòa một đều trước Malaysia. Và đây sẽ là những diễn biến chính của trận đấu đáng chú ý nhất của vòng bảng. Gặp đội chủ nhà Singapore, đây là cơ hội cuối cùng để Singapore giành vé vào bán kết. Thái Lan vừa có bàn thắng mở tỷ số. Cầu thủ đã treo bóng vào rất tốt là Dusit. Đây là tình huống mà thủ môn Singapore đã ra lỡ chớn và Natipong đã không bỏ lỡ cơ hội. Một bàn thắng duy nhất bởi tay săn bàn số 1 người Thái Natipong đã đặt dấu chấm hết cho niềm hy vọng vào bán kết của đội chủ nhà Singapore. Với 3 trận thắng, 1 trận hòa, có 10 điểm trong tay, Thái Lan chiếm trệ ngôi đầu bảng B. Malaysia lọt vào bán kết với 8